Chào các bạn, trong video này chúng ta làm một chút về lập trình sau một lô video lý thuyết suông về lập trình tí. Và chúng ta sẽ dùng collab cho gọn nhé mọi người. Collab và ta lập một cái perception của chúng ta. Perception. Trong cái video này chúng ta sẽ thử lập trình một đoạn để phân biệt xem cái hoa bộ dài của hoa nhé. Perception. Rồi. Xong, ta sẽ rồi. Trước khi để lập trình cái này, ta cần phải chạy cái thằng kết nối với thằng máy chủ đã. Rồi. Tiếp đó chúng ta sẽ thêm một số thư viện cần thiết của Scikit-learn chúng chạy được. Rồi, thư viện nào? Import from Scikit-learn. Cái này có thông tin cái dữ liệu nó cần. Scikit-learn import dataset. Thì ta lấy được dữ liệu đâu? Đây là dữ liệu. Liệu để tiến hành huấn luyện. Mình dùng liệu chuẩn luôn để đỡ thời gian đó. Huấn luyện. Đây là mẫu rồi. Theo. Tiếp theo ta sẽ là from mà để mua đồ này, mô hình đi. Scikit-learn chấm model selection import chain s split, tức là để cái này để chia tách dữ liệu. Lấy hàm chia tách liệu. Ta sẽ nói cụ thể sao về cái hàm này. Tiếp theo. Vẫn từ sklearn from sklearn lấy cái mô hình dữ liệu tuyến tính line model. Thì sẽ import cái thằng perception ra. Perception. Đó, cái thuật toán chúng ta là perception ở trong mô hình dữ liệu, còn trong cái mô hình tuyến tính thì có thằng perception đấy. Lấy thuật toán lấy hàm thuật toán perception. Trong cái việc có sẵn rồi, chúng ta cần lấy thôi. Tiếp theo, cái tiếp phần này nữa là from sklearn metric, tức là tính toán metric import accuracy, tức là để tính toán độ sai biệt. Như trong video chúng ta, ta sẽ tính toán độ là sai lệch giữa kết quả ta tính được và cái giá trị thực tế chúng ta đang trông chờ đấy được trong tập huấn luyện. Lấy hàm so sánh kết quả dự báo với giá trị với giá trị thực tế. Xong. Để xong cái phần import các thư viện cần thiết. Và tiếp tục phần tiếp theo, đó chúng ta chuyển sang là lấy dữ liệu ra. Iris dataset, lấy dữ liệu về hoa nhé. Dataset rất là phổ biến trong học tập môn này. Asset bằng là dataset chấm load. Có rất nhiều là rồi bệnh ung thư vú này, rồi tiểu đường này, số hóa này, file này, rồi iris rồi cho nó dễ. Rồi
đấy không à, chúng ta sẽ chuyển sang tiếp theo, sẽ thử lấy x ra, là các cái feature của nó, là các đầu vào của nó, input của nó thì là iris, iris data set lấy gì, lấy cái dữ liệu của nó data, và ta lấy những gì, lấy tất cả các dòng từ những thao không ạ, đây thì chạy nhá, tại một cái code nữa in thông này ra iris. Ta có đây là có rất nhiều dòng ôi nhuận nhiều nhỉ, có tiền hơn nhiều hít đi. Này summary đã có thông tin này, đã, tất cả các dòng luôn. Rượu nó là có là một mảng hai chiều rồi bốn mỗi dòng chỉ có bốn cột đó, mỗi dòng có bốn cột, có target của nó thì có là rất nhiều đây, tức là một cái mảng thôi, thì ta có cái mảng này nó có Satosha này, Vesicolo và Virginia này, rượu chúng ta, chúng ta lấy ra là cả các dòng nhưng chỉ lấy cột thứ hai ở ba thôi, cụ thể đi chúng ta sẽ lấy ra là lấy ra độ dài của cánh hoa và độ rộng cánh hoa. Tức là cái tập đầu vào chúng ta chỉ có hai giá trị thôi, hai cái cột thôi. Đây, cột ta có hai cột rồi. Xong rồi. Có hai cột rồi. Đó là x đến y sao? Y thì ta lấy là cái đầu ra của nó, y. Y bằng iris. Dataset chấm target. Giá trị đầu ra đây. Quan sát được. Đây là có kết quả là có phải không? Vậy sao hiểu thế nào cái này nhỉ? Ta sẽ xem một chút về cái này để xem là cái gì. Đây đây là tập dữ liệu này thì thông tin là gì, tức là mỗi một cái insert là một cái cây đúng không, đây có gì, cây thì có là độ dài của hoa này, độ rộng của cánh hoa này, không cái đài hoa độ rộng của đài này. Cái này là độ dài của cánh này, độ rộng của cánh,
đã phân biệt ra hàng này nó là thuộc cái nhóm hoa nào. Chỉ có ba loại thôi. Cái này cùng có 3 loại. Và mỗi loại thì có 50 cái 50 cái 50 cái thông số. Nào, thì mỗi loại cũng loại kiểu hoa iris. Iris này thì có nhiều iris là một cái loại hoa hoa gì? Họ iris tức là một cái loại hoa. Rồi, iris là một cái loại cây hoa dinh vĩ nhưng nó có nhiều cái giống bên trong. Vậy thì nó chúng ta có ba ba giống. Đã có ba giống, giống không, giống một, giống hai. Mỗi giống nó có 50 đại diện. Đó thì chúng ta đã có đây là độ rộng của cánh, độ dài của cánh, à độ dài của cánh này, độ rộng của cánh hoa. Từ siêu vi này ta kết hợp với cái đầu ra này đã tìm ra là một cái mô hình để tính đoán xem là với đầu vào như thế này thì cuối cùng là nó là giống hoa số 1, số 2, số 0. Nó dùng như vậy. Người ta sẽ tiến hành tiếp nha. Sau khi đã lấy được XY rồi, chúng ta cần bước tiếp theo. Đó là bước này. Và chia tách dữ liệu, chia ra hai tập dữ liệu. Liệu không có tập mà huấn luyện và tập kiểm tra. Làm nào nhỉ? Thông thường như trong đã nói thì là 70% huấn luyện. Ba mươi phần trăm kiểm tra. Các ngày làm ra điểm gì đảm bảo là nếu mà lớn hơn, nếu mà huấn luyện lớn hơn thì sẽ là overfit, mà còn huấn luyện mà chỉ 5% thôi mà kiểm tra những 5% thì nói đến là underfit. 70-30 là vừa đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ tách ra nha. Ta gồm x gì trên, tức là tập x huấn luyện, sau đó tập y huấn luyện, à x test, x kiểm tra, rồi y huấn luyện, y kiểm tra. Nếu cái hàm của Python nó sẽ trả về là bốn giá trị. Mọi người bắt đầu từ Java hay là C thì không quen cái này, nhưng mà ở Python nó trả về một cái tục tục à, tức là một cái tập dữ liệu gồm các thú có cần không. Ta sẽ có Python là có thể là vậy. Trên trên test cái này chúng ta vừa import ở trên nhé, trên trên test script thì ta sẽ vừa import ở trên nữa, ở trên là import cái hàm đó từ cái thằng cò lại gọi nhỉ. Đây, import từ thằng này, in the model selection này. Đó, lấy hàm tách dữ liệu. Tách ra là chia tách như nào? Hàm nó có sẵn nhé. Chia tách. Đầu vào của tôi là x này. Là x là cái tập mà đầu vào dữ liệu. Đây, y là cái tập mà kỳ vọng chúng ta này. Đã chia tách là test size. Các phần mà sẽ bằng là 0.3, là 0.3, 30%. Nhớ sao? Thì ta thử in thằng x test x ấy rồi sao? Thì ta sẽ thử in thằng, nếu mà thằng x test sẽ khoảng 30 dữ liệu này. Chú ý rằng là thì tách này nhé, hoàn toàn là chọn ngẫu nhiên một dữ liệu đó trong cái nhóm này đủ có 70% thôi. X test này, trên này. Chứ 70% dữ liệu ngẫu nhiên nhé, chứ không phải dữ liệu mà nó đã theo hàng từ 1 đến 70, không phải. Mình sẽ gõ thử luôn, để đi test cho dễ. Thì đảm bảo là tính linh hoạt của dữ liệu. Y test. Nó đủ cả 0, 1, 2. Nếu ta lấy từ 1 từ nếu ở trên này, mà ta lấy từ 0 cho đến chẳng hạn đúng 30% thì nó toàn không cả. Nhưng do ta dùng cái hàm này để lấy ngẫu nhiên nên là ta có cả đủ không cả một thoải mái này thì nó mới có tác dụng trong việc huấn luyện. Tiếp theo chúng ta sẽ thiết lập mô hình, không thiết lập
mô hình hình concept rồi. Rồi, đây sẽ có gì? Model, mô hình. P concept rồi. Bằng gì? Ta sẽ là khởi tạo như ở trong nhờ cấu tử đấy, perception à constructor nữa, perception. Đúng không? Đấy. Mọi người học trình rồi có gọi là cái constructor ấy, đó là cấu tử. Sẽ đầu tiên ta sẽ có số lần mà epoch của nó inter 3 lần thôi, tức là số lần duyệt từ đầu đến cuối lần 3 lần. Sau đó ta sẽ số lần kháng lỗi của nó sẽ là 0,03 điểm 1 e trừ 3, tức 0,01 ETA 0 bằng 0.001. Bình tĩnh nhé, cái này gọi là siêu đầu vào. Sau đó fit interception intercept bằng true, cuối cùng là random state thôi. Random state bằng true xong không ấy, không 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 và verbose bằng true, tức là lúc mà nó chạy hiện ra với chúng ta thông tin về những thằng này ấy, chúng ta sẽ xem xong cái trang này, tức là cái trang mà sk scientist fish learn, thì nó cái trang này nó rất rõ thông tin như vậy. Tuy nhiên rằng là nó sẽ các biến số này, penalty, alpha float này, rồi fraction này, tức là cái dữ liệu là trung tâm dữ liệu họ đã, dữ liệu này họ đã thu nhỏ về gần giống không rồi. Cái này là người học sau trong cái đoạn mà tính ta phải fit dữ liệu cho phù hợp, là cân bằng dữ liệu cho phù hợp với việc huấn luyện. Cái nói sau nhé. Bây giờ ta cứ coi là xong đi. Rất nhiều thứ nguyên cần học sau. Đó là chạy, đã chạy mô hình này. Đây là lập mô hình này. Lập mô hình. Sao? Chúng ta đã chạy mô hình. Chạy như nào? À, perception. Cũng như người học lập trình ấy, thì đầu tiên cứ phải chạy code đã. Sao hiểu sao? Và nhiều người chạy code cả mấy chục năm chắc hiểu đâu. Thì mọi người gọi ham thôi. Như Java người là gọi là làm cho các bạn scanner hạn scanner bằng new scanner system in chẳng hạn đấy, như vậy thì nó rất là gọi thôi, không tâm trong là gì cả. Chúng ta đang làm vậy, đừng hỏi quá nhiều, hãy cứ làm theo đã. Mình cũng chạy rồi, hỏi trên ta sẽ fit dữ liệu, tức là ta đang là huấn luyện mình, huấn luyện mô hình. Rồi đây, epoch ta có là epoch 1, 2, 3 này. Đâu, nó có 1, 3 epoch thôi. Đây, nó sẽ chạy dần 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 này. Rồi, hết nhanh. Giờ, cái gáo gì? À, số lượng vòng lặp đã dừng lại trước khi, tức là nó sẽ hội tụ. Cho nên là cần phải tăng cái thằng inter lên để hiệu để cho cái việc mà huấn luyện tốt hơn. Được không? Đã cần tăng không? Là lọc ngắn quá, tham gia không đủ để nó huấn luyện mô hình. Mình bỏ cái bôi bằng bôi cho bằng to hơn chút được. To chưa? Nó còn báo cáo gì không? Cho 300 đi. Chắc lâu đấy. Nhìn quá nhỉ.
Rồi, luyện. Không, vậy thì nó sẽ vào đây. Tức là hạng anh này nó đã hội tụ tại bước thứ 7. Nên 300 là thừa rồi. Đổi lại về thứ 7. Thằng 7. 7 bước thôi. Chắc là hội tụ rồi. Hội tụ ở bước thứ 7. Hội tụ ở đây tức là cái thằng mà Guardian của nó bằng hiệu không. 8 đi, 8 cho nó có vẻ nó to một tí. Đã. Hội tụ bước 8. Ôi, không gì đây. Không, bước 7 đã rồi đủ rồi. Sau hội tụ xong, chúng ta sẽ tiến hành là kiểm tra kết quả. Tra kết quả. Như ở trên đã có cái hàm accuracy, chúng ta sẽ tiến hành là dự đoán nào. Tội đoán quả khi predict. Cái bằng là gì, mô hình đúng không? Perception. Theo dự đoán. Dự đoán là gì? Dự đoán với cả độ vào x-test. Xem là nó có được không. Xong. Đổ vào. Tiếp đó chúng ta sẽ tiến hành là không, đây là dự đoán. Dự đoán kết quả. Tiếp theo bước theo chúng ta mới là kiểm tra kết quả. So sánh accuracy. Accuracy tức là độ chính xác thì bằng là accuracy, score tức là điểm chính xác đầu vào của nó đang là đổ ra là e-test à, tức là giá trị mà chúng ta kỳ vọng nó sẽ được. Ở đây giá trị tính được e-predict. Xong. Người ta sẽ nhân 100. Vì nó ra số nhị phân rồi, à, số thập phân nó phải nhân lên. Sẽ in ra. In ra ngoài. Được 55%. Tức là dự đoán chính xác là từ cái đầu vào. Nó là cái độ dài với là độ rộng của cánh hoa, ta dự đoán chính xác đó là loại hoa nào. Tại sao chỉ 55%? Đó là do chúng ta chỉ có mới có hai thằng. Đó, nếu mà tăng thêm một tí nữa xem nào nha, thử tăng thêm thì ở mức nợ này nó đã bị rồi, nó đã gọi là đã bão hòa mức 7 rồi. Bây giờ thử căng nào, tăng này lên đổ vào này 0,23 nữa cho luôn đi, cho thằng này Irid ta sẽ thằng này sẽ cho là một đi cho có độ rộng của đài hoa nữa. Sau ta sẽ chạy luôn thằng này, sẽ tạo một hình lại mình có rồi, này. Nó chạy lại cái thằng mình xem nó có hội tụ rồi đúng không? Ta chữ kết quả, ta kiểm tra kết quả nào. Vẫn thế à? Sao nhỉ? Chính xác ông tầng à? À đây 97% rồi. Vậy tức là khi mà chúng ta tăng cái thằng số lượng và khi ta tăng số lượng cái đầu vào lên
Tăng số lượng mà đầu vào lên, trước đây 2 cột với 3 cột thì đoán chính xác hơn, và với chỉ mới bấm tăng số đầu vào, tăng số cột vào, đầu vào ta sẽ xem là chính xác hơn, đến 99,7%, 97%. Đó. Nhé, đây mình đổi viết là dòng ở trên này, có đoạn viết chuyển đổi đây thôi, đổi ở trên cái chỗ mà tính cái thằng đổi từ 23 thành 23 là lấy cả cột 1, cột 2, cột 3 nó sẽ ra vậy. Bỏ đầu ra là những gì? Tất cả như này, ta sẽ có một cái như này. Vậy nhá, đầu tiên chúng ta sẽ bỏ cái và đợi nhìn để đỡ đỡ nào. Rồi. Chúng ta sẽ có thằng lấy scalar này, import vào thư viện, sau đó chúng ta sẽ tiến hành là lấy dữ liệu ra, sau khi ra xong chúng ta sẽ tiến hành lấy một phần dữ liệu cho x, lấy dữ liệu cho x này, lấy dữ liệu cho y, tức là cái đầu vào, cái đầu ra, sau đó ta sẽ tách dữ liệu ra thành 2 phần, tách xong chúng ta sẽ tạo một mô hình để huấn luyện mô hình, để tạo mô hình thôi chứ huấn luyện, tạo mô hình, sau đó huấn luyện mô hình đây, và chúng ta sẽ thành dự đoán kết quả, lấy kết quả dự đoán và sẽ kiểm tra kết quả đúng hay là nó sẽ được đúng bao nhiêu phần trăm và in ra. Đây rất rất đơn giản, để các bài video sau, các bài tập sau là khó hơn, nó không phải chúng ta gọi hàm nữa, chúng ta sẽ tự tay viết một cái hàm, một cái lớp, tạo một lớp mới để kế thừa từ những thằng như thế này để tính toán riêng ta. Ta sẽ bước bên trong đây chỉ mới là gọi hàm bên ngoài đơn giản thôi, học cái này không thui đâu, phải học sâu hơn thì mới có khả năng biến đổi được.